phương xa. Nguyệt Biêu là làng quê của những gì thơ mộng, đẹp đẽ. Nơi có thể cảm nhận một nhịp sống chậm và cũng là nơi tồn tại nhiều nét đẹp văn hóa lâu đời. Về với làng Nguyệt Biêu những ngày mùa thu, những ngôi nhà xưa với kiến trúc đặc trưng của nhà vườn xứ Huế là một vẻ đẹp riêng của làng quê này. Mái nhà xưa như một nhân chứng của thời gian sống cùng cả thế hệ gia đình của nhiều người làng Nguyệt Biêu. Ngôi nhà vườn xanh mát là nơi đã chứng kiến cả cuộc đời của người đàn ông này, từ ấu thơ, tuổi thanh xuân cho đến tuổi già. Năm nay ngoài 70, ông Hoàng Trọng Thủy cảm thấy may mắn và biết ơn vì được sinh ra và lớn lên ở một làng quê thanh bình, thoải mái, nơi đã cho ông nhiều ký ức đẹp. Sinh ra đều lớn lên ở làng và được dưỡng phúc nhất lại là cái làng Nguyệt Biêu. 21 thế hệ đều gắn bó với nhau trong làng địa nghĩa sống. Sống ở đây, ở làng đây, ở thôn đây thì phần nhiều là tình bà con dòng tộc. Chính vì vậy mà cuộc sống nó trong tinh thần cũng như vật chất nó hài hòa với nhau. Lịch sử làng Nguyệt Biêu đã có từ lâu trong sử sách. Sách Ô Châu Cần Lục, tiến sĩ Dương Văn An viết, làng Nguyệt Biêu được thành lập trong khoảng thời gian từ năm 1471 đến 1555, sau Trần Bình Chiêm 1471. Ngày nay, làng Nguyệt Biêu thuộc phường Thủy Biêu, thành phố Huế. Làng này rất tự hào ở chỗ là một vùng mà Chúa đã phong là vùng địa linh nhân kiệt. Và Nguyệt Biêu ngày xưa đã có tới 3 ông tiến sĩ, tức là ngài Hoàng Trọng Nguyên, Hoàng Trọng Từ và ngài Thân Trọng Tiết, 3 ngài đã độ tiến sĩ, cho nên được phong là ruộng Đồng Di thi Nguyệt Biêu. Làng Đồng Di là ruộng bao la, còn Nguyệt Biêu là thi mô đầu này, đã có 3 ông tiến sĩ trong một thời thì cũng vang vọng một thời. Cho nên nhân dân con cháu làng Nguyệt Biêu cũng rất tự hào về cái quê hương của mình. Phổ Hoàng Trọng Nguyệt Biêu có ghi, năm 1552, đời vua Lê Trang Tông, Hoàng Quốc vâng chỉ vua Lê vào đất Ô Châu Thuần Hóa, đã dừng chân tại xứ Biêu Châu, khai căn, lập ấp, dựng nên làng Nguyệt Biêu. Làm tiền bổn thổ khai căn, ngài được phong tặng chức Bình Chương Truy Quân Quốc Sự. Ghi nhớ công ơn ngài khai căn, làng lập miếu thờ thần vị khắc bổn thổ Hoàng Quốc Đại Lang Tôn Thần. Hiện nay gọi là miếu ông ở xóm Vàng Phước. Sự này khi mà dân Việt vào đây theo tiếng gọi của là các triều đại vào mở mang khai dân lập ấp, tên sử đầu tiên gọi là Biêu Châu. Thời nhà Nguyễn, vua Minh Mạng khi trấn hưng địa lý hành chính của cả nước thì sử này gọi là làng Nguyệt Biêu, là một đơn vị hành chính cơ sở, nó thuộc phủ Doãn Thừa Thiên. Về Nguyệt Biêu,
đình làng là một biểu tượng của đời sống tâm linh, mang đậm dấu ấn của một vùng đất văn hóa xưa. Đây là nơi con cháu thờ phụng tổ tiên, thờ cúng các dòng họ, là nơi sinh hoạt chính của dân làng và là nơi diễn ra những lễ cúng tế quan trọng. Ngoài 15 họ được liệt kê trong hương ước trước năm 1895, hiện nay còn có các họ như Lê Văn, Huỳnh Văn, Tôn Thất, Thân Trọng, Đặng Đức, Trương Văn, Trần Đăng đã và đang chung sức xây dựng quê hương Nguyệt Biều. Đình làng Nguyệt Biều được nhân dân xây dựng vào năm Thanh Thải thứ 7, năm Ất Mùi 1895. Hiện nay, đình vẫn giữ được bản sắc của một ngôi nhà chung. Còn hạn diện về cái làng Nguyệt Biều qua bao nhiêu thời đại đã cũng là nối tiếp cái truyền thống của ông cha, tốt đẹp của ông cha, và từ đó là cũng phát triển về các mặt truyền thống. Con nhà cháu trong làng cũng việc sống theo cái gọi là gia pháp thừa truyền tốt lễ nghĩa, luôn luôn là giữ cái lễ giáo đạo lý trong cuộc đời. Một nét văn hóa đặc sắc vẫn còn tồn tại ở làng Nguyệt Biều chính là lễ thu tế 6 năm diễn ra một lần vào tháng 7 âm lịch. Lễ thu tế làng Nguyệt Biều vẫn giữ được nhiều nét nghi lễ xưa với sự tham gia của đông đảo con dân trong làng. Lễ cung nghinh thần vị tại miếu Khai Canh. Khởi chinh công. Tạ hữu là bưng hai hồng sắc bác chắn bái. Việc trước tiên thu tế hàng năm thì thần tòa lạc và nghinh thần tại miếu ông về đình làng là nơi hội họp của là triều đình. Về phần nghi lễ này đối với con dân làng để thể hiện cái tình cảm cao quý đối với các bậc tiền nhân, những người đi trước hy sinh và để lại sau này hậu duệ lo là phục hồi để mà lo thưởng tế, tổ chức lễ cầu an toàn dân làng được mọi sự an lành hạnh phúc trong cuộc sống. Lễ cáo. Còn đây là hình ảnh của lễ chảnh tế vào lúc 4 giờ 30 sáng. Tất cả các nghi lễ đều diễn ra hết sức trang nghiêm, tôn kính tại tổ đình. Các vị chảnh tế làm chủ lễ, các động tác dân trà, dân rượu, tiếng trống, tiếng kèn hòa quyện là sự chỉ tình tha thiết, bảo đảm ơn đức tổ tiên của dân làng. Cũng như bao làng quê khác ở Huế, lễ thu tế được tổ chức không ngoài mục đích tưởng nhớ ông bà, tổ tiên, cầu mong được mùa, làm ăn phát đạt, sức khỏe dồi dào, ấm no, hạnh phúc, mọi người an vui. Cái truyền thống của dân làng Nguyệt Biều là đoàn kết,
hiếu học. Cho dù có đi xa đâu nữa thì thường năm là làng có hai tổ chức khai lễ xuân thu nhị kỳ, tức như tháng 2 cầu an và tháng 7 là hiệp tế, để cho con cháu hàng năm tề tựu để mà đoàn kết thăm hỏi nhau. Về trước nữa thì phụng sự tổ tiên, sau nữa là anh em đoàn kết trong những cái dịp mà lễ hội vui vẻ để nhớ về cội nguồn. Những đền thờ miếu mao khác cũng cho thấy đây là vùng đất có nhiều dấu tích văn hóa, nơi đề cao đạo lý uống nước nhớ nguồn. Người dân dù đi đâu làm gì vẫn nhớ về quê cha đất tổ, nhớ về nơi cất tiếng khóc chào đời. Vì vậy, những nhà thờ họ ở làng Nguyệt Biều đều được con cháu đóng góp kinh phí xây dựng khang trang. Đây là nhà thờ họ Hoàng Trọng, được xây dựng từ năm 1734. Nhà thờ họ Hoàng Trọng là bắt đầu thờ từ ông bà ngài Thị Tổ và cả ngài Thế Tổ. Họ Hoàng đây có hai ngài tiến sĩ là Nguyệt Biểu Lượng tiến sĩ là ngài Hoàng Trọng Từ và ngài Hoàng Trọng Nguyên. Là có hai, bây giờ là vẫn thờ bên chỗ Văn Thánh 32 là bia tiến sĩ, nhưng họ Hoàng là có hai bia. Được mệnh danh là Thi Nguyệt Biều, làng ven đô này nổi tiếng với nhiều bậc học rồng tài cao. Bốn người thầy vẫn được nhiều thế hệ dân làng nhớ đến là Hồ Quang Đài, Đặng Đức Siêu, Thân Văn Quyền và Thân Trọng Tuyển. Là bốn người thầy nổi tiếng từng dạy học cho các đời chúa và con dân trong làng. Đây là sanh biểu phường do vua Minh Mạng ban tặng cho ngài Đặng Đức Siêu và phu nhân là bà Nguyễn Thị Ngự. Sinh thời, Đặng Đức Siêu là thầy dạy học của hoàng tử Nguyễn Phúc Đảm. Vua Minh Mạng đã truy tặng cho ngài chức thiệu sư. Được xây dựng năm 1812, sanh biểu phường là một biểu tượng của lòng hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo mà con cháu rất tự hào. Ông Đặng Đức Siêu là một vị thượng thư giúp vua Gia Long khôi phục lại Giang Sơn. Ông được là coi như là một vị công khai quốc công thần. Ông về ông sống an cư ở xã Long Hồ, bây giờ gọi là phường Hương Hồ. Ở đó ông dạy học và ông làm thơ. Sau khi ông mất là ông được phong làm tham chính, sau lần phong lên đến thiệu sư. Với vị trí đặc biệt nằm giữa khúc uốn của sông Hương, Nguyệt Biều được phù sa bồi đắp, cây trái vì thế cũng xanh tốt quanh năm. Những vườn cây thanh trà ngày thu ở làng Nguyệt Biều vẫn trĩu quả hút mắt. Dường như đất của vùng này luôn biết cách bao bọc nuôi dưỡng dân làng. Những vườn cây thanh trà đã trở thành đặc sản trữ danh và là nguồn sống của nhiều người dân. Đất Nguyệt Biều này thì đem lại cho cây trái của dân Nguyệt Biều thì cũng là khá tốt so với những nơi khác, bởi vì đây là một cái nơi gọi là tiểu khí hậu của một vùng mà được là thiên nhiên ưu đại. Và hiện giờ như vậy thì sao bây giờ đang cũng cố gắng phát huy và làm thế nào đó để cho năng suất ngày càng, cái thương hiệu này ngày càng nó tốt hơn và làm cho dân Thủy Biều ngày càng là khá giả hơn. Người làng Nguyệt Biều tự hào vì cái tên làng nghĩa là bầu trăng, nghe rất lãng mạn và nên thơ. Ứng với tên làng, có phải vì vậy mà Nguyệt Biều hôm nay vẫn cuồng hút biết bao người bởi vẻ đẹp hiền hòa thơ mộng?
Mình thật sự thích thú, mình thích đạp xe ra ngoài cùng nhau, thật sự thích văn hóa của các bạn, thích cách làm một vài món ăn. Thật ấn tượng khi ở một nơi đẹp như thế này. Mình thích đạp xe qua những con đường, nhìn ngắm quang cảnh xung quanh, nhìn mọi người, cả con vật, bởi vì bạn không thể nhìn thấy những điều đó ở nước Mỹ, nơi của những thành phố đông đúc, những tòa nhà cao tầng, bạn không nhìn thấy thiên nhiên như vậy đâu. Trong khi đó, ở Việt Nam thì hoàn toàn ngược lại. Với cả di tích lịch sử như Hổ Quyền, Voi Rẽ và nhiều nét đẹp riêng, làng quê này đang trở thành điểm đến của rất đông du khách trong và ngoài nước. Về Nguyệt Biều để hiểu thêm một ngôi làng cổ xứ Huế gần 500 năm tuổi, nơi có những không gian xanh mát, những trầm tích của thời gian và những câu chuyện họ tộc với truyền thống văn hóa lâu đời đã được lưu truyền qua biết bao thế hệ. Đó cũng là cách trở về với bản sắc văn hóa, với cội nguồn dân tộc.